Chính chủ cần bán lô nhà liền kề đang là trong quá trình xây dựng và hoàn thiện tại ngõ 324 đường Phương Canh. Đây, tôi đang đứng ở phía ngõ để đi vào trong khu nhà đây. Mặt ngõ là rộng là 2,5 m, hai xe máy là có thể tránh nhau. Đây, chúng ta đang đi vào trong chỗ thửa đất của chúng ta. 2 tỷ. Đây là toàn bộ khu đất với lại khu công trường đang thi công này. Chúng ta có dãy nhà ở phía đằng sau đây là đã là xây xong toàn bộ phần thô, đang trong quá trình chát và hoàn thiện. Còn đây là 3 ô nhà mới đang trong quá trình xây thô, diện tích từ 30 m trở lên đang được chúng tôi chào bán với giá từ 2 tỷ 250 triệu. Vị trí rất là gần trường Đại học Công nghiệp, gần sân vận động quốc gia Mỹ Đình, gần đại lộ Thăng Long. Cho em đi nhờ cả. Toàn bộ nhà là đều được thiết kế là 4 tầng và mỗi tầng là sẽ bao gồm một phòng vệ sinh và một phòng ngủ. Toàn bộ đều là đã tách sổ, có sổ đỏ chính chủ, có giấy phép và hồ sơ xây dựng, tất cả giấy tờ pháp lý đầy đủ. Mọi người có nhu cầu đầu tư hoặc là tư vấn thêm hoặc xem nhà trực tiếp có thể liên hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình. Em Ánh 0983013403, 0888041444. Mọi người nhớ ấn like và đăng ký video và đăng ký kênh YouTube để theo dõi thêm nhiều video giới thiệu về các nhà và các bất động sản cần bán khác. Xin cảm ơn tất cả mọi người.